vấn đề liên quan đi. Trốn đóng bảo hiểm xã hội mà tại sao đến giờ chưa khởi kiện được dân sự hoặc là chưa xử lý theo cái điều 216 bộ luật hình sự? Thì vì lý do gì, về cơ chế hay về quy định của pháp luật, hay vì do các cơ quan bảo hiểm chưa cương quyết trong vấn đề này? Chúng ta phải đặt lợi ích của người lao động, của chủ hộ kinh doanh lên hàng đầu. Cơ quan công quyền làm sai thì cơ quan công quyền phải xin lỗi và xử lý theo quy định. Vấn đề thu sai đối tượng của bảo hiểm xã hội về mặt bản chất và đạo lý ấy, thì không có gì sai. Nhưng về quy định của pháp luật thì vẫn có bị vướng. Chính sách dân tộc hiện nay là tản mát ở nhiều văn bản, chồng chéo, nhiều tầng nấc. Nguồn lực thì bị phân tán, dẫn đến chưa phát huy hiệu quả và thiếu tính bền vững. Như dầu đổ vào đèn, cháy hết thì lại đổ dầu cho đèn khỏi tắt. Quan điểm của tôi là hỏi vấn đề liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội mà tại sao đến giờ chưa khởi kiện được dân sự hoặc là chưa xử lý theo cái điều 216 bộ luật hình sự. Vì trong bộ luật hình sự đã quy định cái vấn đề về tội phạm liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thì vì lý do gì, về cơ chế hay về quy định của pháp luật, hay vì do các cơ quan bảo hiểm chưa cương quyết trong vấn đề này, nguyên nhân do lý do gì để giải quyết dứt điểm cái thời gian tới này, thì Bộ trưởng có chỉ đạo cụ thể liên quan đến lĩnh vực này như nào để giải quyết dứt điểm vấn đề này? Cho đến giờ này chúng ta chưa xử lý được một trường hợp nào theo luật hình sự, báo cáo như vậy. Lý do vì sao đấy, luật thì có rồi, luật hình sự cũng quy định rồi, luật bảo hiểm rõ rồi, thậm chí là hội đồng thẩm phán, tòa án dân tối cao cũng ban hành nghị quyết 05 rồi, nhưng báo cáo với đại biểu hiện nay là chưa xử lý được. Thì báo cáo lại thế này, chưa có sự thống nhất về nội hàm là trốn đóng, giữa trốn đóng với chậm đóng không phân biệt được, báo cáo lại như vậy. Mà chưa rõ nội hàm rồi thì báo cáo lại chưa thể khởi tố, không có cơ sở vững chắc để các cơ quan chức năng khởi tố. Tôi cũng đã trao đổi với các cơ quan chức năng ngành công an, nhưng mà các ông chí nói là không có cơ sở vững chắc, không thể khởi tố được. Thì chắc chắn là chúng ta cũng phải tính toán kỹ cái này. Thì thôi xin báo cáo lại, chúng tôi sẽ bàn cơ quan chức năng. Ủy ban xã hội thì chị Thúy Anh cũng mấy lần nhắc tôi là phải đôn đốc một số địa phương xử lý, nhưng mà đồn đốc mãi rồi. Báo cáo việc xử lý này thuộc các cơ quan chức năng, chúng tôi trách nhiệm đôn đốc, nhưng mà các ông chí nói là không có cơ sở vững chắc, không có căn cứ vững chắc, chúng tôi không thể khởi tố được. Là một cái người công tác pháp luật mấy chục năm và là một luật sư, thì qua cái quan sát của tôi tin rằng là không thể nói rằng không có cơ sở pháp lý để xử lý hình sự một số trường hợp hay là rất nhiều trường hợp trốn đóng và là chiếm dụng cái tiền bảo hiểm xã hội, vì tiền đó anh đã trừ vào lương của người lao động và hậu quả của nó là rất nghiêm trọng cho những người lao động. Tôi cho rằng là có hoàn toàn có cơ sở để giải quyết, kể cả giải quyết và trách nhiệm hình sự. Và trong này chúng ta cũng phải xem lại trách nhiệm của cơ quan mà giám sát. Khi anh nói dưới một tháng thì anh để, trên 3 tháng thì anh vẫn không làm gì, đến 6 tháng, đến 1 năm, đến 10 năm. Có những trường hợp từ 2011 như Haproximex, như là báo BTV đăng, từ 2011 đến nay nợ bảo hiểm xã hội cho hơn 400 người vẫn không làm gì được. Thì tôi cho là không, chúng ta không thể bất lực như vậy. Và cái hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay cũng không thể nào mà nói rằng là bất lực để không xử lý được tình trạng này. Xin thưa với đại biểu Quốc hội, không có một quốc gia nào mà có cơ chế rút bảo hiểm một lần dễ dàng như Việt Nam. Điều 60 của luật bảo hiểm 2014 có hiệu lực 2016, rất nhân văn. Quy định 4 nội dung, 4 điều kiện để rút bảo hiểm một lần. Nhưng mà sau đó, khi luật chưa có hiệu lực, chúng ta ban hành nghị quyết 93 và cho rút bảo hiểm một lần. Ai có nhu cầu thì rút. Mà điều này thì báo cáo với đại biểu Quốc hội, tôi cũng đã mời trực tiếp ông Bruno, là cái ông mà được Liên Hợp Quốc đánh giá là người giỏi nhất trong lĩnh vực bảo hiểm, sang bày mưu tính kế cho tôi xem cách nào khắc phục điều này. Thì ông ấy nói thế này này, Việt Nam hào phóng quá, hào phóng cả chuyện cho hưởng 75%, hào phóng cả cái chuyện này. Đương nhiên bây giờ chữa là khó đấy. Thông lệ quốc tế chỉ cho rút chủ yếu trong hai trường hợp. Một là khi mắc bệnh nan y, thứ hai là anh chuyển sang định cư ở nước ngoài. Còn ta là cho rút do. Thì đấy thì, mà đã cho rút bằng quyền, cái quyền của người công dân thì người ta rút, đấy là quyền của ta, không thể cấm được. Báo cáo của đại biểu như vậy. Về vấn đề thu sai đối tượng của bảo hiểm xã hội, thế thì ở đây ấy, là nó
về mặt bản chất và đạo lý ấy, thì không có gì sai. Nhưng về quy định của pháp luật thì vẫn có bị vướng. Ở chỗ ấy là quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì phải có hợp đồng về giao kết bảo hiểm. Thế nhưng mà ở đấy ấy, là các cái chủ của hộ kinh doanh thì người ta hợp đồng, không có hợp đồng giao kết mà chỉ có hợp đồng của họ với những nhân viên của họ, thì những nhân viên của họ được nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nhưng đối với các chủ hộ thì không có hợp đồng với ai cả, cho nên lại là gói không được nộp bảo hiểm. Về mặt bản chất ấy, thì gói của họ đều là người lao động, vừa là chủ hộ nhưng vừa là người lao động và vừa có thu nhập, cho nên cái việc mà được tham gia bảo hiểm thì về mặt bản chất thì có thể gói còn là cấp chấp nhận được, nhưng mà quy định của pháp luật thì không quy định, cho nên là cái này thì là vẫn là sai đối tượng. Quan điểm cá nhân của Bộ trưởng, như chị đại biểu Ma Thị Thúy hỏi đấy, thì tôi cho thế này: chúng ta phải đặt lợi ích của người lao động, của chủ hộ kinh doanh lên hàng đầu. Cơ quan công quyền làm sai thì cơ quan công quyền phải xin lỗi và xử lý theo quy định, tinh thần như vậy. Thế còn hướng giải quyết thế nào? Bây giờ có 3 cái hướng để giải quyết. Thứ nhất là chúng tôi cũng đang đề xuất, và tới đây nếu được Quốc hội cho phép ấy, thì chuyển toàn bộ cái hộ kinh doanh này sang bảo hiểm bắt buộc để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tinh thần như vậy. Thứ hai là những trường hợp không muốn hoặc không có nhu cầu thì có thể chuyển sang bảo hiểm tự nguyện. Trường hợp xấu nhất mà cả người lao động lẫn cơ quan không đồng ý thì chúng ta phải thoái thu thôi, trả lại quyền lợi cho người lao động. Thời gian vừa qua công tác an sinh xã hội của chúng ta đã rất cố gắng. Tôi cũng mạnh dạn nói rằng bình quân những năm trước đây, trước năm 2021, ngành lao động thương binh xã hội cùng với các địa phương thông thường chỉ hỗ trợ trực tiếp được khoảng 1 triệu người thuộc các đối tượng mà ngoài đối tượng thường xuyên, do tác động ảnh hưởng thiên tai lũ bão, dịch vận vân. Nhưng mà 3 năm vừa qua chúng ta đã hỗ trợ tới 68 triệu lượt người. Tôi cũng tự nhận rằng có lẽ chưa bao giờ các địa phương cùng với các ngành làm tốt công tác an sinh như thời gian vừa qua. Các chính sách của chúng ta đến với người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất, và cũng báo cáo với các đồng chí và các đại biểu, ít tiêu cực nhất. Mặc dù là chúng ta phát tiền mặt, cái số mà bị xử lý hình sự chỉ trên đầu ngón tay. Đây là một sự cố gắng rất lớn của các ngành, các cấp và nhất là các địa phương. Tôi xin báo cáo như vậy. Và công tác kiểm tra giám sát của chúng ta. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, tôi đồng tình với nhận định cho rằng chính sách dân tộc hiện nay là tản mát ở nhiều văn bản, chồng chéo, nhiều tầng nấc, nguồn lực thì bị phân tán, dẫn đến chưa phát huy hiệu quả và thiếu tính bền vững. Như dầu đổ vào đèn, cháy hết thì lại đổ dầu cho đèn khỏi tắt. Vậy, ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Bộ trưởng có cho rằng cần thiết phải có rà soát, điều chỉnh chính sách dân tộc để khắc phục những bất cập mang tính hệ thống hay không? Thưa Bộ trưởng, tại chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 28, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì đàm phán, ký kết các hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có nhiều lao động thuộc tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt mong muốn Chính phủ sớm ký các hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội. Đề nghị Bộ trưởng cho biết Bộ đã triển khai thực hiện chỉ đạo này như thế nào và kết quả thực hiện nhiệm vụ này 5 năm vừa qua ra sao. Giải pháp để đẩy nhanh việc ký hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội trong thời gian tới, nhất là với những quốc gia có đông người Việt Nam lao động trong thời gian tới. Việc thực hiện đảm bảo quyền và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội, việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người lao động Việt Nam đi làm việc ở những quốc gia chưa ký hiệp định được thực hiện ra sao? Bộ trưởng có suy nghĩ như thế nào khi người lao động Việt Nam đi làm việc ở một số nước vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội 2 lần? Xin cảm ơn Bộ trưởng. Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đồng Tháp thì có nêu về vấn đề làm sao để đảm bảo quyền lợi cho người Việt Nam đi lao động nước ngoài mà chúng ta chưa ký hiệp định đóng bảo hiểm, không phải đóng bảo hiểm 2 lần. Thì đây là câu chuyện liên kết giữa các nước và có sự thỏa thuận, hiệp ước thỏa thuận giữa các nước với nhau. Đối với Nhật Bản thì chúng tôi đã đàm phán tới vòng thứ 5 rồi, nhưng mà hiện nay cũng chưa thành công. Đối với Hàn Quốc thì chúng ta đã thành công cái hiệp định song phương 2 quốc gia. Và trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội thì chúng tôi đã được Thủ tướng ủy quyền là ký nghị quyết 60, ký cái hiệp định giữa 2 quốc gia.
và chính phủ đã ban hành nghị quyết 60 phê duyệt hiệp định. Như vậy, đối với Hàn Quốc bây giờ người lao động cả Hàn Quốc và Việt Nam không phải đóng bảo hiểm hai lần. Theo tinh thần đó, người Hàn Quốc sang Việt Nam lao động thì đóng bảo hiểm tại Việt Nam, sau đó hoàn trả lại, khi về nước thì hoàn trả lại. Và người Việt Nam lao động ở Hàn Quốc cũng như vậy. Thì tinh thần thì báo cáo lại với Quốc hội như vậy. Còn hiện nay đấy thì cũng không hoàn toàn là người lao động phải đóng hai cái bảo hiểm đâu ạ. Thì tinh thần thế này, người lao động Việt Nam thường chỉ tham gia hai loại bảo hiểm là bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn rủi ro thương tật, chứ không phải tham gia bảo hiểm tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp cả hai quốc gia. Chúng ta về nguyên tắc, chúng ta đã khi mà hiệp định là chúng ta đã ký bảo lưu vấn đề này. Thì khi mà đối với tháng 10 này, khi sửa luật bảo hiểm, thì những vấn đề hiện nay như ví dụ Hàn Quốc, Nhật Bản, thì chúng ta đã ký song phương với nhau. Nhưng mà chỉ khi nào được pháp luật bảo hiểm Việt Nam thừa nhận điều đó, thì sẽ có hiệu lực thực thi của hai nước. Còn phía bạn thì đã đồng ý rồi. Thì tinh thần như vậy, thì bây giờ phải chờ luật bảo hiểm tháng 10 này Quốc hội cho sửa, thì chúng ta chính thức có hiệu lực. Thì tinh thần sẽ báo cáo như vậy. Kính thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng đã nêu ra những cái con số về mất việc và giãn việc thì tôi không có phản đối. Tuy nhiên là theo tôi thì sau lưng mỗi người lao động mất việc là cả một gia đình và có nhiều vấn đề xã hội khác. Và cũng có ý kiến cho rằng là khó khăn của doanh nghiệp và người lao động hiện đang gặp phải hiện nay thì nó còn khó khăn hơn cả cái giai đoạn mà bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Và trong cái giai đoạn mà Covid-19 thì chúng ta đã phát huy rất là tốt các cái gói hỗ trợ trực tiếp cho người dân và người lao động. Vậy trong cái giai đoạn hiện nay thì theo Bộ trưởng có cần có các cái gói hỗ trợ trực tiếp cho người lao động như đã hỗ trợ trong cái giai đoạn Covid-19 hay không? Tôi cũng xin gửi đến Bộ trưởng một câu hỏi liên quan đến đào tạo nghề. Thì theo tôi thì thước đo của dạy nghề đó là người học nghề là có việc làm và có thu nhập. Và để làm được điều đó thì một yếu tố rất quan trọng đó là kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước. Bộ trưởng cũng vừa mới trả lời về cái vấn đề tranh thủ các cái hiệp định. Thế thì xin Bộ trưởng nói rõ hơn về cái định hướng chiến lược trong giai đoạn tới. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Thứ hai là đại biểu Lý Tiết Hạnh. Thì tôi tán thành đại biểu nói là hiện nay là đời sống người lao động khó khăn hơn Covid. Thì tôi nói là thời gian vừa qua đấy, một bộ phận người dân và người lao động gặp không ít khó khăn về thu nhập, việc làm và đời sống, đặc biệt là những cái đô thị lớn. Hôm tôi có trao đổi với chị Tô Bích Châu và một số các chị đấy, thì thấy ngay là ngay cả trong thành phố cũng thế thôi, hay một số tỉnh thế thôi, là người ta có một cái khoản tích lũy, thời gian vừa qua khó khăn nuôi con cái, công ăn việc làm, sử dụng cái tích lũy này nó hết rồi thì chắc chắn là sẽ khó khăn hơn. Để tôi nói theo hướng đó thì chắc chắn là điều đó. Thế thì có cần gói gì hỗ trợ không? Thì thưa mấy đại biểu, về phía cơ quan tham mưu thì chúng tôi đã đánh giá và đang đánh giá đầy đủ làm sao để có tác động, đánh giá kỹ thực trạng tình hình. Và Chủ tịch Quốc hội thì cách đây cũng mấy ngày nói với tôi và Thủ tướng nói với tôi là tiếp tục phải đánh giá thật kỹ và dự báo chính xác tình hình từ nay đến Tết âm lịch thế nào, Tết sau Tết âm lịch thế nào, năm 2024 thế nào, để có những chính sách vừa dài hạn nhưng mà có thể có những chính sách ngắn hạn. Còn chính sách gì thì báo cáo các đồng chí đại biểu là cá nhân tôi cũng không thể báo cáo hôm nay là nó đưa ra chính sách gì hôm nay được cả, vì cá nhân mình không có quyền cái chuyện đó và về nguyên tắc cũng không được phép như vậy. Thì nhưng mà báo cáo với đại biểu là chúng tôi đã và đang tập trung vào đánh giá tác động và có dự báo và dự kiến một vài chính sách. Còn chính sách nào tung ra lúc nào được hay không thì do cấp có thẩm quyết định. Xin báo cáo như vậy. Kính thưa Quốc hội, thưa Bộ trưởng, nguồn nhân lực và thị trường lao động vừa là yếu tố đầu vào và cũng là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác quản trị thị trường lao động dường như chưa theo kịp với thực tiễn và chậm được đổi mới trong tổ chức thực hiện. Bộ trưởng có ý kiến thế nào về nhận định này? Và nếu đúng thì Bộ trưởng có đề xuất giải pháp cụ thể gì? Vấn đề thứ hai, đề nghị Bộ trưởng cho biết thực trạng hoạt động của hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm công hiện nay có đáp ứng được với yêu cầu của thị trường lao động hay không. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Về quản lý thị trường lao động thời gian vừa qua thì báo cáo lại là thị trường lao động vừa qua chúng ta đang đi đúng hướng. Cái đúng hướng này ấy, kể cả vận hành theo cái quy luật thị trường
lẫn cái sự can thiệp của nhà nước theo quy luật bàn tay vỗ. Và chúng tôi đã và đang cố gắng để thị trường lao động thực sự là một trong năm thị trường của nền kinh tế thị trường. Và thị trường lao động đã và đang, thời gian vừa qua, đã và đang đóng một cái vai trò là một thị trường thiết yếu của kinh tế. Tôi xin nói như vậy. Còn tồn tại của nó thì cũng báo cáo là trong nghị quyết 06 thì chúng tôi cũng đã nói rõ rồi. Thị trường của chúng ta còn non trẻ. Thứ hai là đang phát triển, cũng chưa thực sự là đủ sức. Đặc biệt là về chất lượng đào tạo, quy mô đào tạo, kỹ năng đào tạo, năng lực cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh cũng như vậy. Và vì chính vì vậy, đấy, nó quản trị thị trường nó chưa tốt thật sự. Do đó, cái chủ động hoàn toàn trong ứng phó với tình hình chưa tốt. Về trung tâm dịch vụ việc làm đấy, dịch vụ việc làm công ở đây đại biểu Quý nói đấy, trung tâm dịch vụ việc làm công có đáp ứng cái yêu cầu thị trường lao động chưa? Thì tôi nói là có cố gắng rất nhiều, nhưng mà chưa đáp ứng. Thì xin báo cáo lại như vậy. Thì chắc chắn là thời gian tới chúng tôi, đặc biệt là khi sửa luật việc làm, thì đây sẽ là một trong những nội dung rất quan trọng để làm sao trung tâm việc làm phải đóng một vai trò thiết yếu trong cung ứng cũng như là dự báo cung cầu lao động. Xin cảm ơn đại biểu. Xin cảm ơn Bộ trưởng.